Xin chào các bác, chào bà con. Ngày hôm nay thì có thời gian để quay cho bà con và các bác, chúng ta nắm bắt được thêm những cái góc nhìn mới. Hôm nay thì tôi cũng vừa tiếp khách xong. Khách bây giờ đang ra chọn cây. Hôm nay bốc tổng hơn 1.000 cây hồng kỳ về Thái Nguyên, Định Hóa để trồng. Thực ra thì cái này thì đối với khi Hải Nam thì là cứ phải đến thực tế và chúng ta kiểm tra chất lượng, sau đó chúng ta mới trồng. Đây là những chiếc xe đầu tiên đã bắt đầu cho ra ngoài đường để chuẩn bị cho lên xe tải. Đây còn đối với kỳ trầm kỳ Hải Nam thì khi mà trồng cây mà có trầm hay không, thực ra thì các bác cũng phải hiểu là về chất lượng giống ấy, thì những cái vết trầm như thế này, các bác nhìn thấy chưa? Những vết cắt như này mà không có một vết khoan nào đây cả, nhưng cây là tự hình thành qua những vết tổn thương thôi mà nó đã như thế này rồi. Đấy. Đây là những dòng trầm này là vẫn là trầm thường thôi chứ chưa phải là những dòng chất lượng. Còn đối với những dòng chất lượng thì chất lượng dầu của nó tràn còn khủng khiếp hơn nữa. Hôm nay là anh khách anh ở bên Thái Nguyên anh sang trực tiếp quay cho bác xem để chúng ta nắm bắt được, và phần nào đó chúng ta phải hết sức cẩn thận trong quá trình trồng cây giống. Ở quá trình trồng thì các bác cũng cần phải nắm bắt được kỹ thuật. Chính vì vậy là cần phải đến trực tiếp các đơn vị trung tâm cây giống lớn có chuyên gia để chúng ta hỗ trợ nhau trong quá trình trồng cây. Đấy, mỗi một cái túi như thế này là sẽ để được 5 cây và chở trực tiếp bằng xe tải. Đang bốc công nhân ở vườn, đang bốc anh khách anh trực tiếp ngồi ở vườn, anh chọn từng cây một luôn, rất là cẩn thận. Đây là bác khách, bác đang ngồi, bác đeo cái túi đấy, trực tiếp tự chọn. Đối với các giống rẻ hơn như dòng kim sa này, những cái dòng kim sa này thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà tuy nhiên nói về dòng Hắc Kỳ thì kim sa vẫn là một trong những cái dòng top đầu. Còn bên này thì là dòng Tâm Kỳ. Thì khi chúng ta nhìn kỹ về cấu trúc lá này, Tâm Kỳ các bác thấy nó cái lá trước trên tử, lá thìa lên nó rất là cứng. Rất là cứng như này. Và cây này tán rất là rộng. Đó. Còn khi mà sang cái nhìn sang cái luống kim sa, lá nó mềm hơn và nó bửa ra, cái đuôi nó bửa ra. Lá không còn ôm nữa. Chúng ta nhìn hai cái luống lá nó cũng sẽ khác nhau. Đấy, màu sắc cũng khác nhau, cách phân cành phân tán cũng sẽ khác nhau. Rồi. Thì thực ra là mỗi ngày một video mới, tôi cũng sẽ cố gắng để cập nhật cho các bác xem những cái góc nhìn